Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 1 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Khai ngộ là Phật, vô minh là chúng sinh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2. Người khai ngộ nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu như quý vị tu hành thật sự, có một ngày sẽ hiểu được đẳng cấp này, sẽ biết rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát. Không có Phật thì không có chúng sanh, không có chúng sanh thì không có Phật. Phật chính là chúng sanh chính là Phật. Ngoài điều đó ra, không biết nói thế nào, bởi vì chúng sanh còn chưa hiểu được họ là Phật. Cho nên Phật Bồ Tát phải hóa thân đến vậy, từ từ dạy họ, dẫn dắt họ cho đến khi nào họ biết được chính họ là Phật. Chúng sanh vốn đã là Phật rồi, nếu biết được liền thành Phật, còn không thì vẫn là phàm phu. Giữa Phật và phàm phu chỉ khác biệt ở chỗ biết được hay không biết được. Phật là chúng sanh biết được mình là Phật. Chúng sanh là Phật, không biết được điều này. Khác nhau ở chỗ đó. Đối với Phật, hay là người khai ngộ mà nói, cho đến người phỉ báng họ cũng là Phật. Các ngài không có một chút hận tâm nào. Các ngài vẫn có lòng thương, cũng gia trì cho họ. Cũng cầu Phật Bồ Tát giúp cho những người này sớm khai ngộ. Cũng như nhà mình có nhiều trẻ con. Đối với những đứa khỏe mạnh, mình cũng thương, lo lắng cho chúng nó. Nhưng đối với đứa con bệnh hoạn, mình quan tâm và chăm nom nó nhiều hơn một chút, thương nó nhiều hơn. Có phải vậy không? Chúng nó đều là con hết, nhưng mình chăm sóc đứa có bệnh nhiều hơn. Hiện giờ là đời mạt pháp. Muốn dạy người không dễ, cho nên tôi nghĩ Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm cũng không dạy gì nhiều là phải. Ngài chỉ bảo người ta niệm Phật, sau này có lẽ tôi cũng làm như vậy. Chỉ dạy người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì dạy pháp môn tối cao sẽ quá phiền phức. Hòa Thượng Quảng Khâm cũng từng nói, người đời nay đạo tâm rất nhỏ, không bằng 1/10 của người xưa. Tôi cũng đồng ý điểm đó. Đó là sự thật, chứ không phải coi thường người thời nay. Tại Formosa, trước kia có vài vị đại sư, họ cũng không dạy pháp môn nào cao thâm. Tôi không hiểu họ có biết hay không, nhưng hình như không có ai dạy, cho nên ở Formosa, đa số chưa hiểu biết pháp môn cao thâm. Nếu như có người đến dạy pháp vô thượng thậm thâm vi diệu này, thì khó khăn lắm, chúng sanh không dễ tiếp thụ. Cho dù ở thời xưa, có truyền pháp cũng là chuyện thần bí, pháp môn tối cao không phải dễ dàng như vậy. Không phải người nào cũng có thể tìm được. Cho nên, người xưa cầu pháp, phải leo núi vượt sông đi tìm thầy. Quý vị chắc đã nghe qua nhiều cốt truyện như vậy. Muốn đi tìm chân sư, phải trải qua bao nhiêu trở ngại, chịu bao nhiêu khổ đau mới tìm được. Tìm được rồi, còn phải sống chung bao nhiêu năm, chứ không phải gặp được sư phụ liền được thọ pháp. Còn phải bị khảo một khoảng thời gian, cho đến khi vị thầy thấy được rồi mới bắt đầu truyền pháp. Cho nên thời xưa không dễ cầu pháp. Mình nghe nói Ngài Huệ Khả khi cầu pháp, quỳ trên tuyết, tuyết sâu đến đầu gối, nhưng Bồ Đề Đạt Ma không có để ý đến. Trải qua 3 ngày như vậy, cho đến khi Ngài Huệ Khả chặt cánh tay cúng dường Tam Bảo, lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới nhìn một cái, hỏi Ngài, nhà ngươi muốn gì? Không phải Ngài Bồ Đề Đạt Ma không có lòng từ bi, mà vì Ngài thấy đạo tâm của con người thời đó mà thất vọng, đến nỗi vị quân vương Lương Võ Đế cũng chỉ tham nhân thiên phước báo mà thôi, không muốn cầu cứu cánh niết bàn. Đa số người ở thời đó đều tham nhân thiên phước báo, xây cất chùa, cúng dường, tụng kinh,
tranh luận ý nghĩa của kinh. Nghe hiểu không? Tự họ không có tu hành, không có khai ngộ. Cho nên, Ngài Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào vách đá 9 năm, không nói chuyện, không dạy người. Không phải Ngài không có từ bi, không phải, bởi vì Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp thần bí như thế, không muốn dạy người pháp môn tối cao, mà là không thể nào dạy. Muốn dạy người, nhưng chúng sanh không thể tiếp thụ, không thể nhẫn nhục, làm sao mà dạy? Khi tôi đến Formosa cũng không muốn dạy người, nhưng sau này thấy có một số người rất chân thành, tối thiểu lúc đó như là rất chân thành. Cho nên tôi cũng công khai nhiều một chút, nhưng mới có công khai có một chút đỉnh, đã có phiền phức rồi, liền gặp lôi thôi. Thứ nhất, họ hoài nghi, đâu mà có pháp môn tốt như vậy, dễ học như vậy. Thứ hai, nếu như có thứ pháp môn đó, sao ở Formosa không có người dạy? Thứ ba, họ nói, ở Formosa có nhiều cao tăng như vậy, sao không có người biết được pháp môn này? Họ không thể tin tôi, không tin sau khi thọ pháp này, năm đời được siêu sanh, tự mình cũng được giải thoát. Khi truyền pháp, tôi sẽ cho quý vị hay sẽ có những thể nghiệm gì, là nhất định sẽ có thể nghiệm đó. Chứng minh những gì tôi đã nói là thật. Tôi nói gì, nhất định sẽ có cái đó. Nhưng vẫn có người không tin, chỉ tin kinh điển mà thôi. Tin Phật Thích Ca Mâu Ni 2.500 năm trước, nhưng lại không biết được Ngài chính thật là ai. Trong Phẩm Phổ Môn có nói, người tùy danh hiệu Quán Thế Âm, nếu vào lửa, lửa không thể đốt. Nếu bị ngập, sẽ không mất cạn. Nhưng quý vị rất rõ, nếu như rơi vào lửa, sẽ bị lửa đốt. Vậy mà vẫn cứ tin, như vậy có phải là mê tín không? Nhưng tôi nói, theo tôi học pháp môn này, sẽ có cảm ứng gì, có thể nghiệm nào, quý vị sẽ có thể nghiệm, thật sự, y như tôi từng nói. Nhưng nếu, như vẫn còn chưa tin lời của tôi, chỉ tin Quán Thế Âm Bồ Tát, tin kinh điển, không thể chứng minh, không thể có kết quả, như vậy, Phật Bồ Tát làm sao giúp đỡ? Lời của tôi so với lời của Phẩm Phổ Môn, cái nào chân thật hơn? Cái nào liền có ấn chứng, liền có kết quả? Trong lòng quý vị đều rất rõ ràng. Đa số người đều tin Phẩm Phổ Môn, không tin tôi cũng đành chịu thôi. Học trò đáp, con tin sư phụ. Tôi biết vị này tin, tôi chỉ bất quá muốn nói cho quý vị nghe, Phật Bồ Tát không dễ dạy người. Nghe hiểu không? Dạy họ nếu làm như vậy sẽ có thể nghiệm. Họ cũng không tin, vẫn cứ đi tin, thứ kinh điển không thể có chứng minh, không thể có thể nghiệm. Đối với đại sư cũng có lòng phân biệt vị này là đại sư Âu Lạc, vị nọ là đại sư Trung Hoa. Vì sao đại sư Trung Hoa nhiều như vậy, lại không có một người biết được pháp môn này? Cho nên đây nhất định là ngoại đạo. Nhưng một mặt khác lại tin Phật Thích Ca Mâu Ni của Ấn Độ. Tin người Ấn Độ thời 2.500 năm trước, chứ không tin Đại sư Âu Lạc hiện thời, chỉ vì vị này là người ngoại quốc, tin rằng Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia có thể biết được pháp môn này. Nhưng hiện nay, người Âu Lạc này không sao biết được. Hình như 2.500 năm nay, chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni có thể biết được, những người khác không thể biết được. Chỉ có Đại sư Trung Hoa có thể biết được. Nếu như Đại sư Trung Hoa không biết được, thì Đại sư Âu Lạc cũng không thể nào biết được, có phải vậy không? Thật hết cách nói. Có tâm phân biệt rất là mệt. Phật Bồ Tát không có tâm phân biệt, nhưng người phàm phu có, cho nên mới mệt. Phật Bồ Tát độ người không có để ý học vấn của người đó như thế nào, đẳng cấp như thế nào, và nghiệp chướng của người đó như thế nào. Các ngài không có lo đến những thứ đó, nhưng chúng sanh rất coi trọng mọi điều. Chúng sanh không có sợ nghiệp chướng của họ sâu nặng. Họ chỉ lo vị thiền sư này dạy không đúng. Họ cũng quên rằng, họ đối với giáo lý của Phật giáo cũng không hiểu được bao nhiêu,
đẳng cấp tu hành của họ cũng không có gì. Họ quên rằng họ vẫn là con người vô minh, lại đi phê bình thiền sư khác vô minh. Phê bình vị thiền sư này hình như không hiểu biết, bởi vì thiền sư này là người Âu Lạc, người Ấn Độ, bởi vì người này là tại gia, người xuất gia, bởi vì người này tự xuống tóc, hay là người khác giúp họ xuống tóc, vân vân. Những chuyện toàn không có liên quan đến khai ngộ gì hết. Lúc Ngài Lục Tổ Huệ Năng lãnh y bát, Ngài vẫn là người tại gia, vẫn còn chưa xuống tóc. Nhưng Ngũ Tổ đã truyền y bát cho Ngài. Trải qua 16 năm sau, Ngài mới ra truyền pháp, dạy người, rồi mới nhờ vị trụ trì của chùa Bảo Linh xuống tóc dùm. Vì nếu không xuống tóc, không thể chánh thức dạy người xuất gia. Cho nên cần phải xuống tóc ngay để trở thành đại sư chính thức. Do đó mình biết, nếu như cho rằng xuống tóc rồi mới khai ngộ thì không đúng. Hôm nay học trò của tôi đọc lời khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm cho tôi nghe. Lời của Ngài cũng giống như lời của tôi. Ngài nói, nếu như không biết tu hành, cho dù có chút già cũng rất đáng tiếc. Thật như vậy, nếu như không có tu hành chân thật, xuất gia cũng không có ích. Không hiểu đạo vẫn là ngoại đạo, chứ không phải nói Phật giáo là nội đạo, Thiên Chúa giáo là ngoại đạo. Tôi đã nói nhiều lần rồi, các vị đại sư đều nói cùng một đạo lý, nhưng trình độ của mình phải đủ cao mới có thể nghe hiểu. Trình độ thấp kém không thể hiểu biết, nghe hiểu chưa? Nếu như nói chỉ có xuất gia mới có thể tu hành, tại gia không tu được. Vậy, đại sư Duy Ma Cật từ đâu mà ra? Quý vị có biết đại sư Duy Ma Cật không? Ngài cũng là người tại gia. Nếu như cho rằng nữ chúng không thể thành Phật, không thể khai ngộ, vậy còn long nữ thì sao? Trong kinh Pháp Hoa có ghi, long nữ 8 tuổi thành Phật. Long nữ là phái nữ, mới chỉ có 8 tuổi mà thôi, mà cũng không phải là người, nhưng cũng có thể thành Phật. Đa số người vốn cho rằng, rồng không thể thành Phật, rồng và thiên nhân không thể thành Phật, chỉ có con người mới có thể thành Phật, chỉ có nam chúng mới có thể thành Phật, như vậy là sai lầm. Không phải chỉ có tôi nói như vậy, Phật cũng nói như vậy. Nếu như chỉ có nam chúng mới có thể thành Phật, thì trong kinh Pháp Hoa không có chuyện long nữ thành Phật. Huống chi trong kinh Duy Ma Cật có nói, không có nam, không có nữ. Thật như vậy, vốn không có nam, không có nữ, chỉ có diện mục bản lai, tức là Bát Nhã Ba La Mật. Khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng cầu pháp với Ngũ Tổ, Ngũ Tổ nói, nhà ngươi là người nam, làm sao thành Phật được? Lục Tổ đáp lời, người tuy chia Nam Bắc, nhưng Phật tánh không chia Nam Bắc. Cùng lý đó, mình cũng có thể nói con người có chia nam nữ, có chia Formosa, Âu Lạc, nhưng Phật tánh không có. Nếu như còn chấp trước vào biệt tính, quốc tịch, thì không thể tìm được Phật tánh, và không tìm được chân sư, bởi vì tôi không phải là xác thân này. Cuối cùng mình cũng phải lìa khỏi sư phụ này, tự làm thầy của mình, tìm chủ nhân của mình, sau cùng biến thành sư phụ của mình. Cho nên, tôi chỉ là người truyền tin, cũng như người phát thư vậy. Chỉ phụ trách đưa thư đến, mình có thể không đọc thư liền, nhưng có lẽ mình sẽ rót nước trà, và đem chút ít bánh cho người phát thư, và không chừng còn cho họ một ít tiền uống nước, rồi cảm ơn họ. Nhưng mà cuối cùng, người phát thư này cũng phải đi, tiếp tục làm tiếp công việc, bởi vì còn có những thư khác cần phải đưa cho những người khác. Thư của mình phải tự coi, bởi vì lá thư này không có liên hệ gì đến người phát thư. Đại sư có thể trao thư cho mình, nhưng vấn đề là họ có dạy cho mình những gì hay không? Những gì họ dạy có phù hợp với kinh điển hay không? Lúc họ truyền pháp cho mình, thể nghiệm của mình có giống như những gì được kể trên kinh điển không? Điều đó mới là quan trọng. Đừng có lo người đó là nam hay nữ, người miền Nam hay miền Bắc.
hay là người của nước nào, những điều này đều không quan trọng. Nếu như mình đọc quá nhiều kinh điển, sau này sẽ biến thành chấp trước. Không hiểu đọc kinh điển để làm gì. Kinh điển vốn như bản đồ, để cho mình tham khảo mà thôi. Nó cho mình biết, các vị đại sư thời xưa và các vị Bồ Tát cùng các vị tu hành, khi họ khai ngộ, có những thể nghiệm gì, mà mình bây giờ có thể có những thể nghiệm như họ hay không? Đó mới là mục đích đọc kinh của mình. Còn không, đọc kinh không có phước báo. Tôi nói thật cho quý vị nghe, một tí phước báo cũng không có. Đừng có tưởng rằng đọc kinh tụng kinh là có phước báo. Phước báo gì? Bồ Đề Đạt Ma nói, ăn bánh vẽ không có no, cho nên Ngài muốn đốt kinh Niết Bàn. Bởi vì có một người ngày ngày tụng kinh Niết Bàn. Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi, ông tụng cái này để làm chi? Ông ta đáp, tụng cái này sẽ giải thoát, có phước báo rất lớn. Lúc đó Bồ Đề Đạt Ma trả lời, đưa kinh cho ta phải đốt nó. Ăn bánh vẽ làm sao mà no? Cho nên đọc kinh không có ích gì nhiều. Đọc kinh điển mỗi ngày tụng Nam Mô, tự mình lại không hiểu biết ý nghĩa của kinh điển. Ý tưởng của mình cũng loạn bậy, loạn bạ, không có ích gì, còn chưa bằng một bộ máy thâu băng. Máy thâu băng tụng còn hay hơn mình, nó không có khi nào tụng sai. Nhưng mình đôi khi bên tụng bên ngủ, cho nên tụng sai. Vốn nên tụng câu kế tiếp. Rốt cuộc không biết ý tưởng chạy đi đâu, như vậy rất có thể có phiền phức. Nếu như Phật Bồ Tát thấy mình tụng kinh tụng loạn bậy, rất có thể nổi giận. Có thể không? Có lẽ họ không giận, nhưng Long Thần Hộ Pháp sẽ giận. Thiên Long Bát Bộ thấy mình không cẩn thận, không tôn kính, không biết chừng làm khó mình. Phước báo chưa có, đã có rắc rối. Nhưng đó là chuyện nhỏ, kệ nó. Cho nên, mình tu hành đừng nên có tâm phân biệt. Nếu như mình không hiểu được điểm đó, thì kinh điển chỉ đem phiền phức lại cho mình mà thôi, khiến cho mình biến thành chấp trước. Cho nên, kinh điển không có ích dụng chi. Tâm phân biệt này không có giúp ích cho mình. Mình bỏ được nó càng sớm, càng mau thành Phật. Sau này luôn cả Phật này cũng không có. Làm sao còn có chúng sanh? Chúng sanh đều không có. Làm gì còn có nam nữ? Làm sao còn có cái phân biệt Âu Lạc, Formosa? Không có. Không phải là không, mà là không có cái phân biệt. Không có tư tưởng về quốc tịch. Nghe hiểu chứ? Mỗi một nước cũng như một căn nhà lầu. Nói ví dụ, quý vị ở trong nhà có hai tầng. Lầu trên, lầu dưới đều là nhà của quý vị. Quý vị thường chạy lên, chạy xuống, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, không có cảm thấy được gì. Không phải nói không có nhà lầu này, cũng không thể nói lầu trên và lầu dưới như nhau. Lầu trên là lầu trên, lầu dưới là lầu dưới, chỉ là không có cảm giác có gì đặc biệt. Nghe hiểu chứ? Bây giờ, tôi muốn nói đạo lý cao hơn một chút, bởi vì quý vị có lẽ sẽ hỏi. Vì sao Phật là chúng sanh? Chúng sanh là Phật. Vì sao chúng sanh không thể thành Phật liền? Vì sao chúng sanh vẫn là chúng sanh? Phật vẫn là Phật. Có phải có câu hỏi này trong đầu không? Vì sao mỗi vị đại sư đều nói chúng sanh vốn là Phật, vốn đã là Phật rồi? Vậy đến thế giới ta bà này làm chúng sanh để làm gì? Bởi vì cần phải đến thế giới này học tập, sau này mới có thể nhận thức được mình là Phật. Đó là chuyện rất ảo diệu, nhưng sự thật là như vậy. Bởi vì nếu như mình ở nơi sáng chói, sanh ra và trưởng thành đều tại nơi đó, mình sẽ không hiểu được sáng chói là gì, nghe hiểu không? Nếu như có một ngày mình cần phải đi đến chỗ đen tối, nơi đó không có đèn, không có ánh sáng, sau khi trở về mình mới biết, thì ra chỗ mình ở có ánh sáng. Ở bên ngoài rất đen tối. Cũng thế, nếu như không có chúng sanh, mình không hiểu được Phật là gì, cho nên cần phải đến thế giới này học tập thành Phật. Học tập nhận thức mình là Phật. Học tập địa vị của mình, Phật tánh của mình, lực lượng của mình, diện mục bản lai của mình. Nghe hiểu không?
mình vốn là Phật rồi, không phải đợi đến mình tu hành mới có thể thành Phật. Nếu như mình vốn không phải là Phật, có tu hành cũng không thể thành Phật. Phật không phải là tu hành mà có thể thành được. Phật là Phật, là bất khả tư nghị, không thể dùng lực lượng, năng lực, khổ cực, cầu nguyện, tụng lớn tiếng, tu hành khổ hạnh, thái độ tôn kính khiêm nhường, hay là sống có đạo đức của mình, là có thể đắc. Không được đâu. Mình làm người, vốn nên là một con người có đạo đức, nên cố gắng tu hành. Nhưng không phải bởi vì cố gắng tu hành mới thành Phật. Không phải như vậy. Phật đã là Phật, không thể dùng những gì để tạo Phật. Nhưng nếu không dùng thứ pháp môn đó, cũng không thể thành Phật. Bởi vì thứ pháp môn đó, thứ đạo lý đó, là để cho mình huấn luyện lấy mình, cho mình tỉnh dậy, biết mình là Phật. Có một câu chuyện, có một vị phú ông có hai đứa con trai. Cả hai đều rất giàu có, đều rất thông minh, đều xuất thân từ nhà giàu và sinh trưởng trong cùng một hoàn cảnh. Có một ngày người em muốn ra ngoài để học đời, cho nên mới xin cha cho ra ngoài đời tiếp xúc để học hỏi. Người em ra ngoài nếm rất nhiều khổ sở, sống rất cực nhọc, nhưng cũng học được rất nhiều đạo lý. Cho nên càng lúc càng thông minh, càng lúc càng có trí huệ, càng có tài, biết được nhiều chuyện, và cũng phát giác được tiềm lực của mình, mà xưa kia chưa từng biết đến mình có những năng lực này. Bởi vì sống ở nhà giàu, có đầy tớ, công nhân, người hầu cận, phục thị, không cần động tay chút nào. Muốn gì có đó, cho nên không biết đến mình có năng lực gì. Ra ngoài đời học mới phát giác, thì ra mình có nhiều năng lực và thiên tài bất khả tư nghị như vậy. Càng lúc càng vui và hiểu rõ mình có nhiều lực lượng như vậy. Nhưng khi còn chưa biết được lý này, người em cũng đụng chạm nhiều khó khăn. Cuối cùng, gặp tình trạng rất khổ sở, bị bệnh, lại không tiền, không có người chăm sóc, không có nhà ở, cái gì cũng không có, bị người ta bạc đãi. Lúc đó mới nhớ nhà quá, cho nên nghĩ rằng, mình phải về nhà, không nên sống thảm thương như vậy. Sống trong nhà rất là tốt, tại sao mình phải ra ngoài, biến thành ăn mày? Lúc đó người em rất nhớ nhà, muốn trở về sống chung với gia đình. Sau khi về đến nhà, người cha rất hoan nghênh, rất vui mừng, liền cho mặc áo quần tốt nhất, và cho ăn thức ngon nhất, cho đồ tốt đẹp nhất. Còn mở tiệc hoan nghênh người em trở về. Lúc đó người con trưởng hỏi ông cha, còn phần con thì sao? Sao không mở tiệc cho con? Sao không đặc biệt cho con? Con vẫn rất trung thành như xưa, con đâu có bỏ nhà ra đi. Hằng ngày con gần gũi, thờ phụng cha, nhưng cha không cho con gì hết. Người cha mới bảo, đồ của ta đều là của ngươi hết. Bây giờ tình trạng sinh sống của hai anh em cũng y như trước. Người em không có mất mát gì, vẫn giàu sang như cũ, nhưng có cái gì tốt hơn người anh, quý vị có biết không? Là có thêm kinh nghiệm sinh sống, có thêm trí huệ thông minh, có thêm tài năng, tự giác ngộ được nhiều hơn, biết rõ mình nhiều hơn xưa, có phải không? Nhưng người anh cũng như con cưng, tuy sống rất thoải mái, nhưng đâu có ích gì đâu, có phải không? Tuy cũng giàu như nhau, nhưng thiếu cái trí huệ mà người em đã có. Bây giờ người em hiểu rõ rất nhiều việc, càng biết mình, hiểu mình nhiều hơn, càng độc lập, còn người anh thì không biết gì hết. Phật vốn đã là Phật rồi, điều đó không sai, nhưng cần phải làm chúng sanh rồi sau này mới biết mình là Phật. Chưa có làm qua chúng sanh thì không biết được, nghe hiểu không? Chưa từng làm qua chúng sanh, tuy cũng là Phật, nhưng không có ích nhiều. Cho nên mình mới đến thế giới ta bà, học làm người, học tập những tình trạng đau khổ, gian cực, sau này mới biết được an lạc là gì. Học tập tình trạng vô thường, sau này mới biết được vĩnh viễn là gì. Học tập thế giới vô minh này, sau đó mới biết được trí huệ là gì. Trước khi quý vị còn chưa hoàn toàn học tập xong, tuy rằng là Phật, nhưng vẫn là Phật vô minh.
lần lần sẽ biến thành Phật khai ngộ, thành Phật chính thật, hoàn toàn y như trước. Mình vốn cái gì cũng đã có rồi, không phải đợi đến khi khai ngộ mới có. Chỉ có mình không tự hiểu được mà thôi, nghe hiểu chưa? Trước khi khai ngộ và sau khi khai ngộ đều như nhau. Trước kia có nhiều lực lượng như vậy, khai ngộ rồi, vẫn có nhiều lực lượng như vậy. Chỉ có trước kia mình không biết được mình có nhiều lực lượng như vậy, bây giờ mình biết rồi. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, phiền não là bồ đề, chúng sanh là Phật. Ngài không có nói dối. Hôm nay tôi giải thích ý nghĩa này cho quý vị nghe. Vì sao Phật là chúng sanh? Vì sao Phật phải đến thế giới này làm chúng sanh, phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Thật ra, đau khổ cũng không phải là đau khổ, chỉ là mình đương học tập. Nó cũng như mình đến trường để đi học vậy. Bất cứ học tiểu học, trung học, đại học đều không dễ dàng. Nhưng sau khi học hết các khóa trình rồi, mình sẽ biến thành thông minh hơn. Lớn lên rồi, mình sẽ có địa vị của mình, có tính độc lập. Cho nên, cần nên học, không được. Không học, không thể biết được mình có những năng lực gì. Nói thí dụ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vốn đã là Phật, sao có thể nói rằng nữ chúng không thể thành Phật? Đó là nói bậy. Thành Phật tức là thành Phật, không có gì phân biệt. Cho nên tôi nói với quý vị nhiều lần, ngoại đạo, nội đạo đều là đạo. Tốt xấu đều là Phật, không có tốt cũng không có xấu, nhưng đó là cảnh giới tối cao. Khi mình còn chưa đạt đến cảnh giới đó, mình phải học tập, vẫn phải làm việc tốt, không thể nói, vì tốt cũng như xấu, cho nên không muốn học. Đàng nào mình đã là Phật rồi, không cần tu hành, không thể nghĩ như vậy, hiểu chưa? Mình vốn là Phật nhưng vẫn cần tu hành, bởi vì mình còn chưa chính thật. Hiểu rõ mình là Phật, có phải không? Tôi nói như vậy, quý vị tin bởi vì quý vị tin tôi. Nhưng quý vị vẫn còn chưa chính thật nhận thức được mình, cho nên cần phải tu hành. Nếu không, mình sẽ có rất nhiều đau khổ. Khi còn chưa nhận biết mình, người ta rủa một chút là tức ngực. Người ta hận mình cũng hận trở lại. Bởi vì chưa nhận biết được tất cả chúng sanh đều là Phật, chưa có đạt đến tâm bình đẳng, còn chưa làm được tâm không phân biệt, cho nên cần phải tu hành. Tu đến khi nào tâm không còn động, coi tất cả chúng sanh như mình vậy, như vậy mới gọi là chính thật hiểu biết mình. Quý vị có câu hỏi xin bắt đầu hỏi. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Đài Bắc Formosa vào ngày 1 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Khai ngộ là Phật, vô minh là chúng sinh. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 2. Hỏi, con người từ trời Quan Âm xuống, vậy quan và âm này có phải thuộc về vật chất hay không? Thành Phật rồi, có phải không còn quan và âm? Hay là Phật không còn có hiện tượng vật chất đó? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, câu hỏi này đã trả lời rồi. Quan Âm Thiên chưa phải là thế giới của Phật. Tôi không có nói đó là thế giới của Phật. Kinh A Hàm mới nói đến Quan Âm Thiên, lúc thế giới này mới tạo thành. Thiên nhân từ Quan Âm Thiên xuống ở đây, nhưng không phải là Phật xuống. Nghe hiểu chưa? Người của Quan Âm Thiên cũng là Phật, nhưng chưa có thành Phật. Đẳng cấp của họ cao hơn người hiện thời một chút. Nhưng khi ăn ngũ cốc trên địa cầu này, cấu tạo của thân thể
càng lúc càng thô, đẳng cấp càng lần càng thấp, sau cùng biến thành hình dạng như người nguyên thủy. Hồi đó, người của Quang Âm Thiên cũng không phải là Phật, nhưng rất có thể ở thế giới Quang Âm Thiên, có vài vị Phật hóa thân đến dạy người của Quang Âm Thiên. Nghe hiểu chưa? Tình trạng này cũng như ở thế giới Ta Bà này. Có Phật Bồ Tát hóa thân đến làm người để độ người vậy. Nơi nào cũng có Phật Bồ Tát, cho nên Kinh A Hàm có ghi chép. Mới lúc đầu chưa có người ở trên thế giới này, lúc đó người của Quang Âm Thiên đến ở. Họ là chúng sanh có phước báu. Hồi đó họ có ánh sáng, rất sáng, cho nên ánh sáng của họ rọi tứ phía. Hồi đó còn chưa có mặt trăng, mặt trời. Khi ở một đoạn thời gian rồi, bởi vì lòng hiếu kỳ thúc giục, họ bắt đầu ăn thực vật của thế giới này. Thấy có nhiều đồ cứ ăn thử, sau này càng ăn càng nhiều, cuối cùng thân thể càng trở thành thô, mất đi cái thân tinh vi sáng chói trước kia, cho nên không bay lên được, ánh sáng càng ngày càng ít, sau cùng biến thành dáng của người nguyên thủy. Nhưng không phải người nào cũng biến thành như vậy, có người không có ăn, cho nên thân vẫn phát ánh sáng. Có lẽ lúc còn ở Quang Âm Thiên, họ có theo Phật Bồ Tát học. Cho nên khi đến thế giới này, Phật Bồ Tát cũng xuống dạy họ. Người có thân sáng học mau hơn chút, học thành rồi có thể truyền pháp cho đồng bào của họ, không thành vấn đề. Nếu như con người có thể dạy con người, người của Quang Âm Thiên sao lại không thể dạy người của họ? Có đúng không? Ở thế giới này có Phật Bồ Tát hóa thân, ở thế giới của Quang Âm sao lại không có Phật Bồ Tát hóa thân? Ở thế giới này có thể tu, người của Quang Âm Thiên sao lại không thể tu? Nghe hiểu chưa? Quang Âm Thiên không phải là nơi cứu cánh của mình, cũng không phải là cố hương của bản lai diện mục của mình. Nhưng mình từ đó rơi xuống, bởi vì lúc đó còn chưa thành Phật. Vẫn còn ở tại Quang Âm Thiên, rớt vào thế giới này, biến thành người. Nếu như còn tu không xong, rất có thể ngày mai biến thành động vật, cây cỏ. Muốn thành Phật, ít nhất phải làm người. Thành Phật rồi còn có thể tái trở lại làm gì cũng được. Bây giờ còn chưa thành Phật, cũng có thể làm người. Thành Phật rồi có thể làm một con người tự tại, là vì muốn độ chúng sanh. Nhưng thành Phật phải là một vị Phật minh bạch, thành một vị Phật có lực lượng. Như vậy mới là chính thật thành Phật. Có nhiều Phật không biết được họ là Phật, cho nên có phiền não. Nếu không biết được mình là Phật, cũng như những chúng sanh tầm thường, không có ích gì, nghe hiểu chưa? Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thân người rất quý báu, không làm người không thể thành Phật. Thiên sứ và các chúng sanh khác rất có thể có thần thông hơn mình, nhưng họ cũng không thể thành Phật, bởi vì chỉ có làm người mới có cơ hội học tập nhiều việc. Ở trên trời quá vui sướng, không có cơ hội nào thức tỉnh mình tu hành. Ở địa ngục quá đau khổ, không thể tu. Ở cõi Ta Bà có đau khổ, vui sướng, hiểu lầm, vô minh, trí huệ, khai ngộ, không khai ngộ, vân vân. Có nhiều tình trạng khác nhau, cho nên mình có thể học tập rất mau các thứ sinh hoạt. Có đủ tài liệu để mình thể nghiệm lấy, huấn luyện cho mình, cho mình có cơ hội tu hành thành Phật. Những thế giới khác không có cách nào tu được. Cho nên thân người rất quý báu, phải bắt lấy cơ hội, mau mau tu hành, nếu không muốn theo tôi tu hành, thì đi tìm thiền sư khác tu. Tu cái gì cũng được, chỉ cần có thể thành Phật là được rồi. Nhưng không dễ gì tìm được một vị sư phụ biết được pháp môn thành Phật, có thể dẫn quý vị giải thoát. Hỏi, chúng sanh vốn là Phật,
sao còn phải tu hành? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, Phật không biết được mình là Phật, cho nên phải làm người, qua sự so sánh mới có thể biết, thì ra con người là như vậy, Phật là như vậy, sau này sẽ từ từ tu thành Phật, cho nên nói, thiên hạ vốn vô sự. Vốn đã là Phật rồi, muốn tu hành cũng là Phật, không tu hành cũng là Phật, nhưng không tu hành là Phật vô minh. Tu hành rồi, nhận thức được mình, cho nên là Phật minh bạch, Phật trí huệ, cũng như tôi đã kể câu chuyện hai anh em vậy. Hỏi, tu hành phải làm như thế nào? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, thì tụng kinh niệm A-di-đà Phật là đủ rồi. Mọi người cười, chúng tôi đều niệm thần chú Kim Cang. Có phải sư phụ của bạn truyền dạy phải không? Có người dạy tôi niệm. Vậy thì đừng niệm. Nếu như có sư phụ dạy những gì, đừng có tùy ý dạy người. Người ta bày thần chú Kim Cang rất có thể họ đọc sách mà học. Tình trạng đó khác hẳn với vị sư phụ truyền thần chú. Nghe hiểu không? Lời chú, Om Mani Padme Hum, mọi người đều biết. Nhưng nếu như có một vị sư phụ trực tiếp truyền cho, thì mới có lực lượng. Nó khác với tự học theo sách. Cho nên đừng có dạy người, đừng có nói cho người ta nghe. Hỏi, gần đây người Formosa rất thích thông linh. Thứ thông linh này có khác gì với pháp môn Quán Âm? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, ở Formosa rất lưu hành thông linh. Bạn có muốn tu thần thông hay không? Nếu muốn thì đi mà tu. Hỏi tôi làm gì? Tôi không có khuyến khích người ta dùng thần thông. Không phải chúng tôi không có thần thông, nhưng chúng tôi không dùng thần thông, không có gì. Dùng thần thông chỉ khiến cho mình bị cột tại đẳng cấp thấp, nghe hiểu không? Bởi vì đẳng cấp cao nhất không có thần thông, không có gì hết. Tu hành là để đạt đến cảnh giới tối cứu cánh. Cho nên chúng tôi không có lo đến thần thông. Thần thông vẫn còn trong tam giới, học tập và sử dụng thần thông. Không thể xuất tam giới, không thể đến cảnh giới tối cao. Nhưng thần thông cũng có ích dụng, có người muốn chơi thần thông. Nhưng tôi không có khuyến khích học trò học thần thông, cũng cấm học trò sử dụng thần thông. Tu hành nhất định sẽ có thần thông. Ít nhiều thì cũng có, nhưng chúng tôi không dùng. Có cũng không dùng. Chúng tôi không có cố ý học thần thông, không có cố ý sử dụng thần thông. Hỏi, làm sao trị tham, sân, si? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, mình phải tự kiềm chế lấy mình, tu hành có thể giúp một chút ít, dùng trí huệ trị nó. Nhưng tôi không thể thường phát ra tâm ý chân thành. Trong tâm cứ tham, mà không thể kiềm chế. Thí dụ, có lúc muốn giúp đỡ người, nhưng trong bụng cứ tính toán, vì sao phải làm, không làm lại khó chịu. Cứ giằng co, tính tới, tính lui, không thể dùng tấm lòng chân thành đi giúp đỡ người. Bạn không phát được lòng thành, bởi vì không có lực lượng, nhưng mà miễn cưỡng giúp đỡ còn tốt hơn là không. Ít nhất, đối phương cũng được mình giúp đỡ, nhưng có lúc có người cũng lợi dụng lòng tốt của mình đi giúp họ làm chuyện bất chánh. Cho nên giúp đỡ người cũng phải coi tình trạng. Miễn cưỡng giúp đỡ người ta, vậy là tốt lắm rồi. Có người hoàn toàn không có ép mình. Họ không muốn giúp là không giúp. Nhưng bạn không muốn giúp đỡ, vẫn biết ép mình giúp người ta. Như vậy, đã tiến bộ rồi. Tự mình có thể kiềm chế tập quán lười biếng của mình. Tâm lý ích kỷ có thể tự kiềm chế một chút, từ từ kiềm chế mình, cải biến mình, làm cho mình càng lần càng tốt. Cho đến một ngày nào đó bạn không có ép mình, cũng tự động đi làm. Cũng như lúc mình mới học lái xe, phải chú ý rất nhiều chuyện.
thường không biết lái như thế nào, nhưng mỗi ngày cứ tập, dần dần sẽ càng quen thuộc, sau cùng biến thành tự động, cho dù bên nói chuyện, bên lái xe cũng được. Mới bắt đầu, không nói chuyện cũng lái không vững, có phải như vậy không? Con người cũng vậy, mình phải phấn đấu, không thể nào mới sanh ra, liền làm một vị Phật tại thế đã thành tựu. Cho nên, càng tập luyện, càng tự nhiên, sau này biến thành thói quen. Bạn rất chân thật, không che giấu khuyết điểm của mình, như vậy là tốt lắm rồi. Có bao nhiêu người dám nói như vậy? Dám nói tham sân si của mình nặng như vậy? Tuy có khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm. Bạn biết được khuyết điểm của mình cho nên có ưu điểm. Không biết được nhược điểm của mình mới mệt, mới kiêu ngạo. Biết được nhược điểm của mình mới khiêm tốn, mới sám hối. Người khiêm tốn mới có thể tu hành, người kiêu ngạo không thể tu. Kiêu ngạo là chướng ngại lớn nhất về tu hành. Vì kiêu ngạo cho nên không muốn hỏi người. Vì kiêu ngạo cho nên không tin sư phụ còn cao hơn mình, biết nhiều hơn mình, có thể chỉ dẫn mình. Như vậy là chướng ngại rất lớn. Hỏi, trong nhà có thờ Phật Thích Ca Mâu Ni và Quán Thế Âm Bồ Tát. Sáng tối lễ bái, như vậy có tốt không? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, rất tốt, nhưng cần phải dùng tâm lại. Có gặp khó khăn, cầu xin các ngài giúp đỡ được không? Cần phải vậy. Xưa kia, tôi cũng làm như vậy. Bây giờ vẫn như vậy. Chỉ có bề ngoài thấu hiểu khác nhau mà thôi. Bây giờ, tôi quỳ ở trong tâm, cầu ở trong tâm, không có dùng tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng có thể cầu. Cả 24 tiếng đồng hồ, tôi đều đang cầu Bồ Tát. Nhưng khác một cái là, trước kia chỉ khi nào gặp khó khăn mới cầu. Ngày thường thì quên mất. Hễ gặp khó khăn, liền quỳ trước tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện. Lúc không có khó khăn, thì để ngài đứng một bên, cả năm cũng không ngó đến. Bây giờ tôi 24 tiếng đều cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên không thấy được. Xưa kia người ta thấy bề ngoài của tôi quỳ lại, như là rất thành tâm thành ý, rất tin Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Bây giờ họ thấy tôi không có cầu Quán Âm Bồ Tát, cho rằng tôi là ngoại đạo. Nhưng họ có biết đâu hiện giờ tôi còn thành tâm hơn xưa nhiều, nhưng bởi vì bề ngoài không thể thấy được, cho nên không hiểu bên trong của tôi như thế nào. Cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát không cần phải quỳ trước tượng Bồ Tát mà cầu. Nhưng bởi vì chúng sanh yếu đuối mới bắt đầu, nếu như không có tượng Phật để họ nương tựa, họ không thể tập trung tư tưởng thành tâm khẩn cầu. Cho nên, lúc ban đầu còn cần hình tướng bên ngoài để lại. Qua một thời gian sau này, cho dù không có âm sắc, không có hình tướng, mình cũng có thể tu hành. Có thể cầu nguyện như thường, nhưng có người không có rõ lý, hiểu lầm tôi. Thấy tôi không có cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, không có đảnh lễ tượng Phật, cho rằng tôi là ngoại đạo, sao lại có sự hiểu lầm như vậy? Vốn đều là đạo, sao lại có sự hiểu lầm như vậy? Vốn đều là đạo, sao lại biến thành ngoại đạo? Nhưng vì đẳng cấp của chúng sanh không như nhau, không cách nào yêu cầu mỗi người đều hiểu rõ đạo lý này. Quý vị đều nghe, hiểu lời của tôi không? Bây giờ rất có thể hiểu, nhưng ngày mai lại quên hết. Mọi người cười. Ngay hôm sau lại nói, tôi là ngoại đạo. Mọi người cười. Rồi qua vài hôm nữa, lại cho rằng tôi là nội đạo. Qua năm sau, không biết chừng, sẽ cho rằng đẳng cấp của tôi rất cao. Cứ đổi đi đổi lại như vậy, đều là tư tưởng trong tâm của quý vị. Tôi vẫn là tôi, hôm nay như vậy, ngày mai cũng không biến đổi, ngày hôm sau vẫn như vậy. Nhưng bởi vì đẳng cấp của quý vị khác nhau, cho nên không hiểu. Nhiều người bây giờ bị tôi la, trong tâm không vui, nhưng đợi đến năm sau sẽ rất cảm tạ. Bởi vì đẳng cấp biến đổi, cho nên tư tưởng cũng nâng cao và biến đổi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 1 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Khai ngộ là Phật, vô minh là chúng sinh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 2.